Đây là con chim cu gáy nở, hôm nay là ngày thứ ba, vỏ chính đây. Đấy. Vỏ chính ngày thứ ba nó đã to gấp rưỡi, gần gấp đôi rồi, gần gấp đôi so với cái lúc nó nở ra rồi. Quả trứng của nó đây, bình thường một quả trứng như thế này. Họ so sánh quả trứng như này đấy, nó nở ra nó to vào này 3 ngày, 3 ngày rồi. Các bạn phải để vào cái này nó gọi là cái lưới, để cho chân nó bấu nó móc vào các bạn nhé. Đấy, mà nó không bị lỗi chân, và để vào một cái bát sâu cho nó vừa tầm cái ổ. Nếu như các bạn cẩn thận, các bạn cho một cái đèn sưởi đây, ngoài cái việc làm nhiệt ở cái máy này, cái này là máy ấp tự chế, và các bạn úp cái này lên này thì nó sẽ không trèo ra được. Nhỡ nó trèo ra này, nó ngửa bụng lên hay là như nào nó sẽ chết. Nếu các buổi tối các bạn bỏ cái này vào, nó như kiểu là mẹ nó u đó, thì là nó im ngủ, nó như trẻ con ngủ được, ăn được, ngủ được, nó mới nhanh lớn đấy. Thì trên tinh thần hôm nay là ngày thứ tư, mình sẽ thực hiện cái ekip này từng ngày một, để chính thức là tự tự tay ấp một quả trứng ra và nuôi nuôi bộ từ lúc đỏ cho đến lúc nó trưởng thành một con chim, có thể là một con chim khách rất hay đó. Đấy. Và hy vọng nó là một con chim trống. Đấy. Ok. Những quả trứng mà nó bầu dài là những quả trứng có nguy cơ là như con chim trống. Nó đang ngủ rất say. Rất là khỏe. Đấy. Các bạn sau 48 tiếng các bạn nuôi mà nó sống là các bạn đã biết nuôi rồi. Sau 2 ngày, sau 3 ngày, sau 4 ngày, thì sau 10 ngày nó rất là to các bạn. Sau 10 ngày nhìn rất là đáng yêu. Đấy, xin phép là sẽ đăng từng 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 clip từng từng ngày một. Đây là ngày thứ 3 rưỡi, mình cứ tạm hiểu là ngày thứ 3 rưỡi. Thì nếu như bạn nào mà làm được một cái việc mà ấp nở một con chim mà không dùng chim vú nuôi, không dùng một cái, chỉ có dùng điện, dùng máy, nghĩa là nuôi bộ, bón bộ, thì tôi nghĩ là bạn này có rất có năng khiếu về nuôi chim đấy, mà có tính kiên trì và có cái độ khéo léo rất là cao, đặc biệt là có một cái phương pháp rất là thông minh để mà nuôi được một chú chim cu gáy khi nở ra nó như ngón tay út này các bạn nhé. Đấy, mà nó bằng như này rất là khó, càng giai đoạn mới nở càng khó. Nó đã lớn đi, lớn đến ngày thứ 5 thứ 7 rồi thì thôi yên tâm là ok rồi. Bây giờ là mùa đông, thời điểm này là đang mùa đông, thời tiết lúc này là đang mười mấy độ. Hôm nay là dương lịch là 31 tháng 12, em hôm nay không biết bấm bấm luôn nó mất. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh chim cu gáy hay nhá. Alo. Alo. Tao à, anh Hùng đây, anh hỏi tao một tí. Vâng. Đến sau chim nó ấp nó nở được một con rồi,
Mà còn một quả nữa nó lại bỏ ấp thì lý do vì sao nhỉ? Nó bỏ nó cũng vào u như thế nhỉ? Nó nở được một con. Nở được một con rồi, có vỏ trứng dưới rồi mà anh nhìn rõ một con rồi, còn một quả trứng nữa mà để ý từ sáng giờ hai con nó cứ đứng ở ngoài ổ, nó không vào vào u vào ấp này. Thế buồn cười nhỉ? Thế là ấy thôi, thế là nó vẫn động. Động không? Ừ, nó cảm giác thôi. Giống chim này là thế mà, nó mà cảm giác hơi động động lạ lạ hoặc là cái gì cái là nó kể cả con nó bỏ. À, con nó ngo ngoảy nhưng mà nó vẫn cứ bỏ. Mà đôi này thì cảm giác thấy rất là dạn rồi chứ không phải không? Không, cái việc đấy là việc cái này là anh cũng kinh nghiệm là có nhất là cứ để nó hồn nhiên tự nhiên hoặc càng khí càng tốt, nó mua ổn định khoảng 5-6 đứa rồi thì bắt đầu nó mọi vấn đề nó mới quấn con, nó mới mọi vấn đề nó mới ok được. Chứ anh cứ ngó nghiêng nghiêng là nó chỉ cảm giác ngoài thiên nhiên nó đang u này mà anh nhìn thấy nó bay từ trong ổ ra cái là ý rằng là nó bộ. À, nhưng mà bây giờ thì nếu mà nó không ấy thì cháu Z này thì hỏng mất rồi. Con của nó mà không có u thì lúc thì kẹo luôn. Ừ, đấy sợ đến đấy cái đôi mà hôm anh ra nhà chú bắt đây tính ra đến hôm nay là chưa được 2 tháng đâu mà chú còn nhớ không, để cho anh đôi một con mái mà bị rụng đông trước đầu đấy. Thì em bảo con đôi đấy là ok mới được một thời gian thì anh cứ lăn tăn đúng không? Thời gian đầu anh cứ bảo là lăn tăn, em bảo là nuôi gáy là nó không kiên trì, bây giờ nó được rồi thì này lại dính vào vấn đề là như nó động đậy thế. Anh ở bên kia đúng không? Ở bên Vĩnh Phúc rồi. Anh sang tận nhà thì em bảo là đôi này là em đôi này là nó con trống thì quá quá to, con mái thì nó kiểu nó hơi hơi chọn trẻ tí thì anh về anh nuôi thì nó mới đầu thì là nó xung nó đánh nhau, xong anh điện hỏi chú thì ngăn ngăn được mấy hôm, thế xong cho nó thông nhau, thấy nó thuận nhau, thế là thấy nó ghép nó đánh nhau nữa, thế xong bạn thấy nó đẻ nó ấp rồi, mà đúng ngày tính là ngày nay ngày mai 26 là lở. Thế là hôm nay thấy nó lở có một vỏ trứng xuống dưới, thế để ý nhìn thấy có một con ngọ ngoại, xong nó để ý mấy lần cứ thấy hai con. Thôi, tốt nhất bây giờ á, bây giờ là hỏng hỏng rồi, bây giờ anh cứ để thương lượng thức ăn nó nhiều nhiều ở trong nó vào trong phòng thôi, không ngó nghiêng gì cả, không bàn tán gì cả. Ừ, cái nó hỏng một nửa này cũng chấp nhận, nhưng mà một hai nửa sau là anh biết cái tầm ý nghĩa là cứ cho cả lúa cả cám vào đấy. Nó chỉ ổn định trong vòng khoảng nhiều con nha, em nói anh, con nó lúc nhúc 10 ngày rồi nó cũng còn bỏ mà. Con được, nó bằng quả ống chiêm rồi nó còn bỏ. Được con trống là gáy tốt rồi, gáy ác rồi. Nó gáy ác. Gáy ác mà gáy hay luôn. Đấy là bởi vì anh đang bảo cũng định là bảo đợi từ giờ đến mai nó lở hết cái thì anh điện cô chú, nhưng mà chưa kịp lở hết thì thấy này nó bỏ. Chắc là bố thấy nó bố thấy nó thế bố mừng quá, bố cứ thất tha thất thỏm, bố cứ ngó ra ngó vào, thế nên nó mới thấy thế, bắt đầu nó mới dỗi. Đúng đi thật đấy. Ông nếu mà nuôi chim gáy này mà nó mà dễ, em nói anh, bàn dân thiên hạ gần nhân như gà con luôn. Đúng thật nhỉ. Những người mà đến được cửa như anh thì nuôi một vài nữa nhụt chí bỏ. Không vừa thì đấy anh thấy nó khác khác, có thì điện hỏi chú xem có cái biện pháp gì khắc phục được không. Không, biện pháp cái gì, cái giống này nó thế, cái giống này nó gọi là chim quân tử một đi không trở lại, và nó để mà nói là nó vô cùng là dỗi. Hơi ha một tí cái là có khi chỉ còn rắn truyền qua cái nó đã bỏ. Cái tiềm thức của nó nghĩ như kiểu là nó kiểu như lồn nà, nó kiểu là nó muốn hủy cái nứa con nứa này, nó phải an toàn mới nuôi. Nó thấy con... như kiểu thấy ấy thế là nó thấy động thấy ngại cái là nó bỏ luôn đấy. Trước em phát triển trang trại mới đầu cũng chiều khách xuống ngó nghiêng nhiều, xong mỗi lần vào thăm có người mua người không, xong cùng nó bỏ mất bao nhiêu đôi. Em sau này em phải quán triệt. Tại vì nó cứ hơi lạ cái, mình vẫn cho ăn thì không sao, nhưng mà chỉ có người lạ đến chơi nói to to uống nước bên cạnh cái này, nghĩ rằng hôm sau là thấy thiệt hại.
Ở này hai đứa mới, thời tiết mấy hôm nay nó lại lạnh rét nữa thì anh bảo này mẹ nó bỏ mấy tiếng đi kia thì con vừa ra thì học hết rồi. Anh bây giờ là thấy một vỏ trứng thì đương nhiên là nó có vỏ, mà cái vỏ trứng nở nó khác, nhìn phát biết ngay. Đúng không? Cái quả trứng nở bao giờ nhìn nó có cái vết như kiểu gà con nở để lại cái vỏ ấy. Đúng rồi. Thế nó rơi xuống thế là nó vảy vỏ ra là đúng rồi, nó có con, nhưng mà bây giờ nhìn trong vòng bao lâu rồi nó không vào nữa? Anh nhìn cháu phải tầm từ nửa buổi ạ. Lúc tầm 1:30 anh điện cho chú thì chú giấc bận hay là ngủ trưa không nghe đấy. Đấy tầm đấy là thấy để ý rồi, để ý 2 tiếng trước rồi không thấy nó vào, xong rồi đến tầm trưa anh mới đi con ruột mới điện cho chú, không thấy chú nghe máy. Đến bây giờ anh lại điện lại đấy. Từ nhà anh sang nhà em bao nhiêu cây ạ? 50 cây, gần 50 cây. Đấy thì vừa bỏ. Tưởng nó gần thì chấp nhận hy sinh rồi đấy, đi cầm cả con cả trứng xuống đây em mới bộ cho. Thôi nó tà thế thì có cầm xuống đây thì tẹo. Mà hai nó rét bước này thôi chấp nhận, rút kinh nghiệm đứa sau ạ. Ông cứ hoan hỉ, ông cứ thấy nó thế, ông ngó nghiêng mãi. Thì thấy nửa buổi sáng cho ăn thì vẫn chưa thấy gì, thấy nửa buổi gần trưa thấy cho nó ăn mới nè, cho ấy thì nghe thấy có một vỏ trứng thấy mừng, thế bắt đầu mới trèo lên ở chỗ đằng sau xoay ở đấy. thế nhìn thấy con ngọ ngoại với con một quả trứng, thế xong từ lúc đấy xong được lúc lâu lâu thì đi ra thấy nó hai con nó xuống đất, thế bảo chắc là nghĩ nó xuống ăn. Đang định bảo là bây giờ thấy hai con thì điện cho chúng tao ấy. Báo tin vui nhưng hóa ra là lại báo tin buồn. Bụng bảo dạ đang bảo từ giờ đến mai nó lở hết điện cho chúng tao, cô chúng tao chưa kịp ấy thì thấy thế. Nhưng tóm lại đến giờ phút này là thấy chú Thao chuẩn được chưa? Rồi okay. Nói câu nói nó vuông từ đầu luôn, bảo là nó là như thế. Mà thực ra là bây giờ đôi này anh kiên trì anh làm cái lồng nó đàng hoàng một tí, nó không có chó mèo rắn chuột động đậy gì, anh che 1/3 lửa trên. Anh nuôi ra bác không biết bao nhiêu con, mà con đực của nó anh tưởng là ai anh có một con chim to như thế. Đúng rồi, con đấy nhiều người bọn nhiều thằng thích, nhiều thằng cũng khen con này nhìn đẹp, con đực con bố. Con nếu mà gặp người thích thì anh bán một con đực nó đã hơn cái số tiền anh mua một đôi đấy của em rồi. Nó bảo nhìn con này to mà hai nó đuôi dài chứ bọn thích. Đôi này có kiên trì luôn. Tuổi nó vẫn trẻ đấy mà gáy giọng nghe to lắm. Chim của chú Thao mà này không có tên tuổi chết này, nay mai nó già nó còn gáy phải phải to nữa đúng không? Chả thế à? Tóm lại là con đực là anh ưng rồi. Con đực ưng rồi, đại khái có mấy con cái nhìn nó hơi phá, nó hơi ấy. Không, mai anh nuôi cái thì nó vào đôi với nhau thì nó phải giữ gen của nhau. Rồi cốt vợ nó hợp đôi xong rồi nó cốt nó sinh sản thôi, còn nó không hợp đôi làm sao mà nó có ra con được. Không cần phải mẫu mã lắm, cốt là nó sinh sản. Nhưng chim gáy anh nói, em nói anh kể cả bao nhiêu lâu cái gì, giai đoạn nào nó chọn trẻ nó vẫn cứ chọn trẻ, còn giai đoạn nào nó kết nó vào nó vẫn cứ vào. Nên nhiều người cứ thấy hơi hà thì không biết kiểu cái là nó quanh nó ghi còn phục lưng. Đúng rồi, đấy mấy hôm đầu về đây không để ý, bảo nó đánh ác quá, đánh sôi sát cái nồng rồi xong điện cho chú ơi chú bảo thế thì ngăn đôi rồi thế xong ngăn thì mấy hôm sau mình thả dàn cái nữa sang với nhau không thấy đánh nữa mà nhà thấy có vẻ ổn đấy, thế nó thấy để ý thế nó bớm với nhau và thấy có vẻ ổn thế là từ đấy thế là được. Thế chim gáy này khó lắm, khó cực khó luôn. Thế nhé, thôi thế anh điện anh hỏi thế anh cảm ơn chú nhé. Rồi ngơ đi ngơ lại là 2 tuần ngơ lại có đôi nữa mà. rồi ok thế chào chú nhé. Rồi yêu sao tiếng gáy chim cu, cây đa bến nước lời ru của bầm. Vườn chim cu gáy miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cu gáy mang ngỗng, phấn hồng, âm giọng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, chào mào, chim khuyên. Bên cạnh đó chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì, con giống đà điểu, cây chanh tứ quý và phân bò sữa ủ men vi sinh. Website chimcugáyhay.com hoặc bạn có thể tìm kiếm chim cu gáy hay trên YouTube và Facebook. Hotline 01635 305 982.
0989 177 982 với phương châm bảo vệ uy tín, giữ chọn niềm tin. Xin trân trọng cảm ơn.